cha và dì gây hành hạ bé gái tới chết hầu tòa phúc thẩm, cho rằng tội danh hành hạ người khác là không tương xứng nên luật sư đại diện cho bị hại đã kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người. Ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Thái bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, đại diện cho bị hại là luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng có kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái từ hành hạ người khác sang tội giết người. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước phiên xét xử diễn ra, bị cáo Trang rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình vì cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân. Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Nguyễn Kim Trung Thái giao con gái là NTVA, 8 tuổi, cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm và bắt về quỳ gối trong chuồng chó. Đỉnh điểm, Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của V.A trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong. Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A. Nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản, không có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, sau khi biết Trang đánh bé V.A tử vong, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.